sữa ADM Gold mới dinh dưỡng vàng cho bé sẵn sàng đến lớp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Ký ức vui vẻ, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách chung đầu tiên. Lâu quá vậy trời. Trời ơi, đi ra đây. Đi ra đây. Đi ra. Anh đi ra đây cho tôi. Tôi đã nói với anh rồi, ở trong bác sĩ với y tá làm việc rất là vất vả để đỡ đẻ cho vợ anh. Anh đừng có rối nữa. Rồi. Tôi chỉ trực ban thôi, tôi không có biết. Bây giờ tôi vô tôi hỏi giùm anh được chưa? Rồi. Cô. Chị cho em hỏi cái vợ em sao, chị vợ em sao, đẻ chưa, đẻ chưa? Thôi mà, tôi đã nói đừng có rối nữa, mấy người làm tôi rối, tôi không có nhớ gì đâu. Ở yên đây nghe không? Có gì chị hú em nha. Tôi đã nói là đừng có rối nữa mà. Chị mới rối á. Rối lắm hả? Ừ. Để tôi chạy lại cho nó thẳng. Ông á, bình tĩnh đi. Nhìn cái mặt ông á là tôi biết là lần đầu tiên vợ đi sanh đúng không? Trời ơi, yên tâm đi. Vợ của tôi nè, mở 5 phân rồi á, mà tôi còn chưa được vô nữa mà. Trời ơi, mở có 5 phân à, tôi mở 7 phân rồi nè, cũng bắt luôn ngồi đây nè. Mấy ông 5 phân, 7 phân gì, tôi cả mét còn đứng ngoài đây nè. Chị gì vậy? Cái cửa mở 1 mét kìa. Trời ơi. Cái mở với cái nở nó khác lắm nha ông ơi. Ê mà nói nghe nè, biết con trai con gái chưa? À, biết rồi. Vợ tôi thèm chua, mà ông bà người ta nói á, thèm chua là sinh con gái. Trời ơi, vậy được rồi. Gia đình tôi thèm ngọt, chắc là con gái. Thèm ngọt diễn gái ông trời. Ủa, thèm ngọt con trai, trời đất lộn. Cái bà vợ tôi mới kỳ nè. Sao? Vừa thèm ngọt vừa thèm chua là con gì? Không lẽ vậy là xanh đôi. Trời ơi, một trai một gái. Trời, xanh đôi đi, đúng rồi, xanh đôi đi chứ không đâu tôi xin lẻ. Vậy là mừng đó. Vậy là mừng đó, một trai một gái là mừng đó. Mừng. Ừ, tôi không biết á, vợ của mấy ông có ống ngán không? Chứ vợ tôi ngán mà tôi mắc mệt luôn á. Thèm ngọt. Trời ơi, bà đem bà lấy đường cát, đường phèn, đường gì tất cả các loại bà trộn chung với là sữa đặc rồi bà ăn. Trời ơi, vợ của ông á thèm ngọt là còn đỡ. Biết vợ của tôi thì thèm gì không? Thèm gì? Thèm tôi. Ủa làm sao? Trời đất ơi, bà gặp tôi là bà ngán, bà gặp tôi là bà ói, bà gặp tôi là cái là bà ngứa tay ngứa chân. Từ lúc mà có em bé tới giờ hả, hên ngủ phòng khách, xui ra ngoài hiên, khổ dữ lắm. Thôi mà nói chung á là có ngán là được rồi, vợ tôi không có ngán. Trời ơi, đỡ quá rồi. Trời ơi, sướng đâu mà sướng, đỡ gì đỡ, tôi ngán cho bà mà. Gì ông nội? 12 giờ đêm thì thèm chua tờ mờ, sáng thì thèm ngọt, biết được đâu mà lần. Bởi tôi lại từ dưới giò bả lại lên, đẻ đi cho anh đỡ mệt, anh đỡ ngán nữa em ơi. Tôi cũng mong bả đẻ cho xong nữa. Mà mấy ông đưa vợ đi đẻ rồi mang cái gì vậy chứ, tôi lần đầu tiên đâu biết đâu, mang một giỏ luôn á. Trời, không biết hả? Ừ. Để tôi nói cho nghe. Đâu mang gì nè. Nè. Nè, vợ tôi thèm ngọt, tôi đem thêm trái mít. Trời ơi. Chưa. Còn có trái dừa nữa. Có bịch đường, xong cái tôi pha nước đường, nước dừa cho bà uống. Rồi còn lại trong đây có cái bình thủy nè. Rồi còn gì nữa ha, giấy tờ. Rồi trong đây là mấy cái đồ sơ sinh, cái bay lớn vậy thôi nè. Trời ơi, tôi nè, khăn nè, bao tay nè, bao chân nè, nón cho em bé nè. Đây, quần áo cho bà vợ tôi thay nè. Rồi khăn, rồi tả em bé nè. Rồi bình thủy. Rồi giấy tờ tùy thân. Rồi đồ chơi cho con nhỏ nữa. Còn cái quan trọng nữa, hình tôi. Chị, bà ngán tôi, vô trọng không có tôi đưa hình cho đỡ ngán. Sao thấy hai ông mang nhiều mà tôi nhót quá đây nè. Thì tôi cũng có mang giấy tờ xét nghiệm coi nè, con tôi, đúng rồi. Rồi khăn em bé, đồ cho bà xã tôi thay. Rồi có cái nón nữa nha, tôi sợ con tôi đành mò ác, tôi có đem cái nón nữa nè. Rồi có mang bình bú nè, chục hai bình. Chưa đâu nha, tôi có mang dầu bà đẻ. Có thêm cái bình thủy nè để giữ nước nóng nè, thấy không? Lại có cái gạt rúng. Mỗi người mang kiểu gì, cái nào đúng? Trời dễ ẹt. Muốn biết cái nào đúng, hỏi mà đồ chơi kìa. Bây giờ sẽ là thử thách. Câu hỏi chúng tôi dành cho 5 đội chơi. Các đội chơi hãy chọn ra giỏ đồ đi đẻ nào là phù hợp nhất. A, gồm có giấy tờ, quần áo của mẹ, quần áo của con, tã lót, khăn các loại, bình thủy, băng rốn, quả mít, quả dừa. B là có giấy tờ, quần áo của mẹ, quần áo của con, tã lót, khăn các loại, bình thủy, băng rốn và máy bay đồ chơi. Và giỏ của ông bố thứ ba, giấy tờ, quần áo của mẹ, quần áo của con, tã lót, khăn các loại, bao tay bao chân các loại, bình thủy, dầu gió, băng rốn và bình sữa. Xin mời.
5 giây dành cho các đội A, B hay C, hãy chọn phương án của mình. Tất cả đều C hết, tức là cái ông này đúng không? Ông ở gần đây nhất đúng không? Dạ. Đó là câu trả lời đúng, xin chúc mừng. Woo! Cảm ơn các ông bố. Xin hỏi Hồng Vân này, cái hồi mà em đẻ thì Tuấn Anh có đem đủ các thứ như vừa rồi không? Đủ hết trơn á anh. Nói chung là tại vì ông Tuấn thì không có đem, nhưng mà mẹ em với lại chị của anh Tuấn á là chuẩn bị đầy đủ lắm. Nhưng mà cuối cùng á thì ở trong đó thì mấy cô còn đầy đủ hơn. Bệnh viện bây giờ á phải như ngày xưa, với lại ở thành phố khác. Bây giờ mình đi sanh thì thực ra mình chẳng phải mang cái gì cả. Không mang một cái gì, mang cái tấm thân và tiền nữa chị. À tiền. Em hay quá. Bây giờ là chuyển khoản rồi, bẹt cái là qua luôn đó, chứ không cần mang tiền mặt luôn. Nghệ sĩ Minh Hoàng, hồi xưa vợ anh đẻ thì anh mang cái gì? Cái gì cũng phải chuẩn bị hết. Bà xã bà soạn sẵn. Ngày đó là cứ thiệt, xách cái giỏ đó là trong đó có hết rồi. Những cái thứ trong đó là giống giống như cái ông bố C nãy đó. Vâng, Quỳnh Hoa. Dạ, cái hồi mà em sanh á thì em là người chuẩn bị hết tất cả những cái thứ đồ phải mang vô bệnh viện. Mình cứ chuẩn bị. Tức là ông chỉ việc xách theo vào thôi đúng không? Em nhớ mang nhiều lắm, quần áo nhiều lắm. Tại vì mình cũng lo, tại vì sợ sợ vô đấy rồi. Nhiều khi muốn cái gì thêm thì ở nhà lại không biết. Em nghĩ là em là người may mắn. Bởi vì khi mình sanh con thì trong cái giai đoạn này nó sướng hơn nhiều. Nhưng mà với thời của em á, mẹ em sanh em á, thì có lẽ em là hơi đặc biệt. Tại vì em sanh ra trong chiến tranh. Và em sanh ra đúng 12 ngày đêm B52 ở Hà Nội. Mẹ nói là hồi đó là không có chuẩn bị được hết. Khi mà cảm thấy bắt đầu vỡ ối là tới ngay bệnh viện. Và khi mà vừa sanh em xong thì máy bay B-52 ném bom. Mẹ em vừa mới sanh xong là ba em phải đạp xe đạp chở mẹ em đi để đưa em đi sơ tán. Và cái thời đấy nó khủng khiếp lắm. Mẹ em mình đã trải qua một cái giai đoạn như thế. Hồi đấy thì chắc là những ông chồng và bản thân những bà mẹ cũng không biết cần phải mang cái gì đâu. Dạ. Tức là nhà có cái gì và nghĩ là cần là mang thôi. Dạ. Chứ còn cũng không nghĩ là cái này mang để làm gì hay là gì đâu đúng không? Vâng, thời đấy thì đâu có nghĩ được cái chuyện là sanh xong thì sẽ nghỉ ngơi hay đúng như thế rồi. Nào. Mẹ em vừa mới sanh xong là lên xe đạp là đi ngay lập tức để đi sơ tán ngay lập tức. Tự Long, ông bố Tự Long. Em thì nghĩ như chị Hồng Vân thôi. Bây giờ sanh thì nó rất là tiện. Trước khi sanh, vợ em sanh thì em đều đưa vợ em đi mua những cái đồ dùng cần thiết. Thì nó không lỉnh kỉnh như thế này. Nhưng chủ yếu là cái khăn này, bịt thóp này, bịt chán này, rồi bao tay, bao chân, rồi quần áo sơ sinh cho con em. Như bây giờ họ có sẵn cả một bộ sơ sinh rồi đúng không? Họ rồi đã anh. Có sẵn, có sẵn rồi. Chứ còn ngày xưa như là các em của em mà bố mẹ sinh hoặc cô dì chú bác sinh ý, thì đến là khăn xô rồi tã thì đôi khi thiếu còn phải mượn. Lắm khi sau bây giờ về bọn trẻ con bảo mày nhá, ngày xưa mẹ mày mượn tã của tao đấy. Bây giờ mày đừng có đối xử với tao theo kiểu như thế nhá. Chủ yếu là lo cái lúc đón về thì là để làm sao, rồi cái rèm này buông như nào, rồi mũ đội cho mẹ cho con như nào, tất cả mọi thứ. Bây giờ thì nó có bán sẵn, nhưng mà cái cảm giác mà đưa vợ đi sinh và em thì được vào trong cái chỗ đấy để cùng với cả vợ, cái lúc mà vượt cạn ấy thì con em nó lúc sinh ra nó còn bị tràng hoa quấn cổ thắt calavat hai vòng nữa, sao phải thò xi lanh vào đây cứ hút rồi phịt ra, cứ hút rồi phịt ra nó mới sống được, chứ không chậm một tí thì là cũng không xuất hiện trên cuộc đời này nữa. Nếu mình được ở trong đấy lúc bấy giờ thì nó có cảm giác hoang mang rất là kinh ạ. Nó rất là lo lắng, sợ hãi. Mặc dù có đầy đủ các phương tiện, nhưng mà đứng ở cạnh vợ mình lúc bấy giờ thì mới biết rằng là các cụ bảo chừa là cửa mả mà. Ủi nhiều cái mà em không hình dung nổi. Có nhiều người đau đẻ là chửi từ đầu đến cuối ạ. Chửi cả bác sĩ, chửi hết, chửi gặp ai chửi người đấy. Mà đi lại thì nó buồn cười lắm anh ạ. Cứ ơi tổ sư cho nó, nó đi lúc xưa thì nó không gọi mình đâu. Rồi rồi được. Cứ như thế anh ạ, khắp cả một cái phòng dài thế mà. Không phải một bà đâu anh ạ. Vào đấy nó bi hài cực kỳ luôn. Cười cũng không dám cười. Tại vì cười mình sợ mình vô duyên. Nhưng mà anh lạ cái là tại sao vợ em lại để cho em vào trong đấy? Bởi vì là vợ em nó lạ gì tính em nữa. Vào đấy rồi chưa chắc đã ngồi cạnh vợ mà đi lang thang đi ngó nghiêng thì mới. Ôi rồi lúc bây giờ mà bà còn để ý đến ai nữa. Anh vào đấy chỉ dám nhìn vợ mình thôi. Vào đấy là mình không dám nhìn ai hết. Vào đấy nói chung là nó như thời tiền sử hết rồi. Không gì cả. Không. Trời ơi. Sữa ADM Gold mới, dinh dưỡng vàng cho bé sẵn sàng đến lớp. Đến lượt, em đã trải qua cái giai đoạn này đúng không? Dạ có, nhưng mà em thì khác với lại anh Long. Em nhớ là em đi quay về xong hai đang nằm coi phim, cái em nghe một cái bụp. Em nghe một cái bụp rõ ràng luôn.
Vợ em không biết, vợ cứ chết sao bị gì vậy anh, là em đâu có biết đâu. Thì khi mà má đứng lên á, em thấy là nước chảy xa xa xuống, nó chỗ cái gì ghê vậy. Lúc đó mới biết. Lúc đó là em mới biết thì em gọi điện cho xe chở đi. Thì trên đường đi vợ em bình thường, nói chuyện vui vẻ bình thường, không có gì hết đó. Thì em có gọi điện cho bác sĩ trước, nói là vợ em như vậy đó, bác sĩ kêu rồi lên mổ. Em nghe tới từ mổ là em sợ. Vô nằm khoảng 2 tiếng hay sao đó em không nhớ nữa, thì em thấy điện thoại của bác sĩ gọi em là em đi hết nổi rồi. Thì em phải cố gắng em đứng lên, em alo nghe là bác sĩ, thì nghe giọng của vợ em. Nói là em sinh rồi, bác sĩ đang may cho em. Ủa cái gì? Đang làm gì em? Bác sĩ đang may cho em. Trời ơi, quay qua mình hãnh diện với người nhà liền. Mẹ thấy vợ con bảnh không? Bác sĩ đang may mà bà còn gọi cho con. Thấy vợ con bảnh không? Thì mình nghĩ là ôi cái chuyện đẻ chữa đó bình thường. Khi mà hết thuốc giảm đau rồi, giờ em đi không nổi anh. Bà nằm một chỗ chị, mà chỉ cần lắc cái lưng thôi là bà khóc. Trời ơi em bị ám ảnh luôn á anh. Lúc mà bác sĩ tập đi á là không đi được. Em quan sát giống như là một cuốn phim chậm á, mấy cái ngón chân á nhích từ từ nhích bằng từng ngón chân một anh. Mà mỗi lần cái ngón chân động đậy là bà đau quá trời ơi. Em sợ hiện tại tới bây giờ mà tụi em không dám có con nữa là do em bị tâm lý đó anh. Em sợ chứng kiến cái cảnh đó đó. Em sợ okay, thật sự. Cái đó thì em chứng kiến, tại em cũng sanh mổ. Sau cái sanh thì đau nó, lắm. Nó đau khủng khiếp. Cái lúc mà tập đi không biết chị Vân đâu có phải sanh mổ đúng không ạ? Chị là cả hai em. Nếu em nói về hỏi sanh hỏi chị nè. Cái nào đau hơn hả em? Mỗi cái nó sẽ đau một kiểu anh. Người ta nói là không có cái đau nào bằng đau đẻ. Là mọi người biết lúc sanh thường là nó đau kinh khủng. Nhưng mà nó chỉ đau lúc đó thôi. Khi mà mình sanh xong rồi, bắt đầu khi mà nó rút cái dạ non á, là lúc đó nó đau dễ sợ lắm. Co, người ta gọi là co dạ non á. Đó là sanh thường, còn sanh mổ thì lúc sanh bình thường, êm ả. Ngủ một giấc dậy là thấy mình có con rồi. Thế nhưng mà lúc nó hết thuốc rồi thì đau. Đau kinh hoàng, trời ơi đau. Em biết cái cảm giác đó đau lắm. Đau dã man luôn đó anh, chịu không nổi. Mạc Văn Khoa, vợ mới sinh đúng không? Ôi mặt nghiêm trọng. Rất là nghiêm nghị luôn á, nó rất là nghiêm nghị. Dạ, ủa sao ai sao nhạc buồn vậy? Sao nhạc buồn vậy? Vợ em xin em không có cần nhạc này ạ. Hôm nay con tới đây ạ, ký ức vui vẻ thì cái việc đưa đi đẻ này thì ký ức của con là nóng hổi nhất ạ. Bởi vì tới ngày hôm nay con đứng ở đây thì vợ con đẻ mới được 20 ngày thôi ạ. Và thật sự là tới ngày hôm nay con cảm giác như con lớn thêm 5 tuổi sau khi vợ đẻ. Và cái quãng đường mà đưa vợ đi đẻ nó dài như quãng đường đời của con năm nay 28 tuổi ạ. Và sau đây con xin được kể, hôm nay thì con sẽ kể ngắn gọn lại. Bởi vì nếu mà con kể hành trình này thì khoảng 2 tập của ký ức vui vẻ ạ. Là ngày mai, ngày mốt là con đi quay ở dưới Vũng Tàu ạ. Thì hôm nay con đưa vợ con xuống là để xuống nhà bác chơi. Thì xuống được khoảng hơn 1 tiếng bác nấu cơm ăn vừa định dọn ra để thấy nước chảy ra. Bình thường con đưa tới phòng khám thì bác sĩ nói là tới giờ mà còn tới khám thì nữa nhập viện cấp cứu gấp đi. Bởi lúc đó thì vợ con còn hơn 1 tháng nữa mới sinh. Bởi vì lúc đó mới được có 32 tuần mà chưa có một cái dấu hiệu hết. Và một người đàn ông mà chưa có con bao giờ. Và thật sự là lúc đó chỉ biết lên xe và con ngồi ghế trước. Và quay đằng sau thì nhìn nước quá trời và con không dám nói một câu gì. Và lúc đó thì nước mắt nó cứ chảy ra và rồi con rất ít khóc ạ. Nước mắt nó cứ chảy ra và không nói được một câu gì luôn. Và quãng đường mà từ Vũng Tàu về Sài Gòn ấy, con cảm giác con đếm từng mét đường một luôn ạ. Để cho về thật là nhanh. Và về tới bệnh viện thì bác sĩ nói là bây giờ mổ gấp, bây giờ là hết nước rồi. Là xong đó là chỉ được nhìn vợ khóc một cái xong là vợ đẩy vào ạ. Con ngồi từ lúc 10 giờ đêm là ngồi một chút xíu thì được ra được gặp mặt con một chút xíu. Và khi nhìn thấy mặt con thì lại khóc nữa. Bởi vì là trước con thì là có một em bé khác thì nhìn hồng hào và tươi lắm. Xong là đẩy tới con mình, trời con là sinh thiếu, có 1kg 9 ạ. Và thiếu tháng mà nhìn, trời lúc đó không cầm được nước mắt ạ. Và sau đó thì con phải vào lồng kính và con đi về phòng con chờ. Và con nhìn cái cánh cửa phòng ấy từ lúc 11 giờ đêm tới 7 giờ sáng. Không ngủ luôn, là cứ ngồi nhìn chờ vợ từ phòng hồi sức ra. Thì tới 7 giờ sáng thì vợ ra. Vợ nhìn con chưa kịp hỏi câu gì. Một lần thôi nhá. Đẻ đúng một lần này thôi nhá. Đó là con chưa kịp động viên gì hết. Nhìn thấy xong con mới nói là ôi anh hứa anh đúng một lần anh không làm em đẻ lần nữa đâu. Là xong cái đó là trời ơi là bắt đầu nó đau, hết thuốc nó đau và cảm giác đỡ vợ dậy mà vợ không đau mà con đau luôn ạ. Con thốn hết cái bụng luôn. Ngày hôm sau thì được đút sữa cho con tập đút sữa và cảm giác mà một ông bố mà lần đầu gặp con nó sướng lắm. Khi bố bế con trên tay và con đút sữa thì lại khóc tiếp ạ.
Không hiểu sao mà khóc nhiều như vậy. Thì có một ông cũng tập cho con bú sữa cái bên ông vỗ vai. Cố gắng lên em, không sao đâu. Đó tự nhiên chia sẻ của hai ông bố, cảm giác như mình vừa nhục nhục mà mình vừa cũng buồn cười á. Vì là lúc giờ là mình có giờ khóc đâu mà một để một người ông bố kế bên mà vỗ vai an ủi. Nín đi không sao đâu. Nhưng thế này là được rồi. Và thật sự là tới ngày hôm nay thì con có cái nhiều cái để kể lắm. Nhưng mà tới hôm nay được 20 ngày rồi. Và cũng hy vọng rằng con sẽ hay ăn trong lớn. Là cho con nói đúng một câu này nãy giờ hơi dài để tặng con ạ. Con à, hôm nay con được 20 ngày rồi. Bố đang đứng ở chương trình Ký ức vui vẻ. Sau này con lớn lên con biết coi game show rồi, con coi lại chương trình này. Nãy giờ bố kể cái hành trình đi đẻ đó con à, chỉ mong là con hay ăn trong lớn, ngoan ngoãn. Con giống bố lắm. Đã hết ạ. Cảm ơn Mạc Văn Khoa. Tôi phải nói cái điều này. Một cái điều đặc biệt với những ai tham gia chương trình Ký ức vui vẻ, cái cảm xúc nó bộc lộ rất là chân thực. Chưa bao giờ tôi thấy Mạc Văn Khoa nó hào hứng, cái gương mặt nó rất nhiều cái cảm xúc biểu lộ ra. Hoàn toàn là một cái cảm xúc hạnh phúc của một ông bố, lần đầu tiên làm bố, đúng không? Và cái câu chuyện của Mạc Văn Khoa ấy, có những lúc nó khiến cho chúng ta rất là buồn cười vì cái sự ngô nghê của một ông bố trẻ lần đầu tiên có con. Nhưng mà ở trong đó cái cảm xúc nó truyền tải tới tất cả những ai đang theo dõi cái gương mặt của cậu ấy. Cười đấy, nhưng mà chú rất là xúc động khi nghe cái câu chuyện của cháu. Cháu đã chọn đúng địa chỉ để gửi tới đứa con 20 ngày của mình những cái lời tâm sự của một ông bố lần đầu tiên được làm bố. Là bởi vì thưa quý vị, chắc chắn cái đứa trẻ đấy sau khi nó xem cái hình ảnh này thì nó sẽ càng yêu bố nó hơn rất nhiều. Và nó còn phát triển lớn lên nữa. Và biết đâu đấy, ở trong một cái thời gian sau này, nó sẽ lại là một trong những người mà sản xuất cái chương trình Ký ức vui vẻ mà bố nó đã từng nhắn nhủ với nó những cái lời yêu thương đầu tiên. Cảm ơn Mạc Văn Khoa. Cảm ơn rất nhiều. Vâng. Dạ, con có nghe ba mẹ kể lại là lúc mà con sinh ra là con không có khóc. Và sinh ra là con xanh lè, xanh lét, tím tái hết. Thì lúc đó thì ở trong nhà bảo xanh là cái cô mà đỡ đẻ cho mẹ á, cổ mới dùng miệng của mình á để cổ hút hết tất cả những cái mà đờm, giải, người ta gọi là giải. Giải dạ, nhất. Rồi là cổ quánh cho tới khi nào mà con cất tiếng khóc đầu tiên ra thì lúc đó là con mới sống. Người ta không gọi là đánh mà người ta gọi là cầm đỡ tay, người ta phát. Vỗ. Dạ. Phát. Thì nhân đây con biết. Cũng muốn ngoài việc cảm ơn ba mẹ đã sinh mình ra thì con cũng cảm ơn cái cô mà đỡ đẻ con hồi xưa. Là nếu không có cô làm những chuyện đó thì giờ cũng không có con. Má Hiền, con cảm ơn má Hiền rất nhiều vì đã... Lại thêm một ý nghĩa nữa, của chương trình Ký ức vui vẻ, nơi mà đôi khi là không có cơ hội để bày tỏ cái tình cảm yêu thương cũng như là tri ân những cái người mà đã có giúp mình ở trong một cái giai đoạn nào đấy, đúng không? Và đặc biệt là cậu bé này từ lúc mà mới sinh. Cảm ơn Thanh Duy với tình cảm rồi. Còn Lương Bích Hữu thì từ nãy giờ thấy cứ hân hoan lắm. Không biết là đang nghĩ cái gì trong đầu. Dạ, nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa lúc mà ba mẹ sanh ra. Tại vì trong gia đình á, là có 5 chị em, ba và mẹ đều phải làm hết tất cả mọi thứ. Ở gia đình á, thì ít khi nào mà chia sẻ những cái tình cảm giống như là ôm ấp, mà đa phần là đều để trong lòng. Ít khi nào mà thương mẹ quá, thương ba quá, đình ôm mà hung. Thì gia đình mình thì không có cái điều này. Nhưng mà lúc nào cũng yêu thương nhau. Không bao giờ mà chị em dành một cái đầm, một cái váy, thậm chí nhường nhau luôn. Mình nhớ lại rất là vui, rất là vui. Mặc dù cháu chia sẻ là cháu chưa có dịp nào bộc lộ một cách trực tiếp, đúng không? Dạ. Yeah. Thực ra thì để mà bộc lộ cái tình cảm của mình ấy cũng rất khó và hiếm, đặc biệt là người Á Đông chúng ta. Ví dụ như chú chẳng hạn, từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên đi ra nước ngoài, chú chưa một lần nói trực tiếp với ba hoặc mẹ mình là con yêu ba lắm, con yêu mẹ lắm cả. Rất khó nói. Yeah, mặc dù thâm tâm ai cũng thế thôi, tất cả chúng ta đều yêu thương, đúng không? Yeah. Nhưng mà chú hỏi là bây giờ mà ba mẹ cháu là đang sống ở đâu?
À dạ, gia đình vẫn sống rất là đầy đủ khi mà cứ cuối tuần là về nhà xâm vầy rồi nấu ăn rồi chơi với nhau rất là vui vẻ. Ừ. Tin chú đi, ba mẹ chắc là cũng sẽ xem cái chương trình này, và nếu xem ấy thì chắc chắn ông bà sẽ hiểu được tình cảm của con đối với lại bố mẹ như thế nào mà không cần phải nói lời nào. Rất là cảm ơn chú. Cảm ơn Lương Bích Hiểu đã chia sẻ cái tình cảm của mình. Dạ, con cũng muốn chia sẻ là con thấy là đi sinh đẻ đó thì cũng nhớ là cái chuyện hồi xưa ở gia đình của con á, thật có thể là mọi người mang theo bình thủy hay là tả lót gì đó, nhưng mà khi mà sinh con á thì ba con mang nợ. Mang nợ? Dạ. Là tại vì cái thời điểm mà sinh con ra là con là bị là sinh khó, mẹ con phải là đau đẻ khoảng 3 ngày mới sinh con được. Mà cái thời điểm của con là năm 90 á, ở thị xã con là một cái đứa mà gọi là nặng kỷ lục là 4,6 kg. Wow. Dạ, mà con lại là nằm ngang 4,6 kg á. Dạ, 4,6 kg. 4,6 kg. Trời ơi, 4,6 kg là khủng hoảng luôn. Quá là đạt luôn. Kỷ lục luôn. Dạ, á. Mà cái thời điểm 90 là kỷ lục luôn. Ôi, kinh khủng lắm á. À vậy còn đó. Nằm ngang nữa. Ờ. Em nằm ngang tới mức á mà bác sĩ với bà chuẩn đoán á, cho mẹ em á, bà nói là cái này mà không sinh đôi bà bỏ nghề. Là tới chừng mà đẻ em ra là bà bỏ nghề. Một mình em thôi mà gây nghiệp cho hai người luôn á. Là vừa là bác sĩ mà vừa ba em luôn. Là tại vì chính vì mẹ con sinh khó cho nên là ba phải từ Sài Gòn bỏ hết công việc đi về. Là khi mà sinh con ra là gia đình con phá sản luôn. Ồ. Dạ. Tính ra là em xuất hiện trong gia đình em hạnh phúc hẳn. Không, em là một cú bùng nổ luôn á. Một cú bùng nổ luôn á. Nhân cơ hội này em cũng xin nhờ ký ức vui vẻ để mà em phải cảm ơn cái cô bác sĩ của em. Thì em đau đẻ vào đúng cơn bão số 5. Thì bác sĩ Trong là cái người mà trước đó là đỡ đẻ cho Xí Ngầu rồi, xong rồi tới Trê Phi. Em còn nhớ là em đau từ 9 giờ sáng thì bác Trong, em điện thoại cho bác Trong. Bác Trong nói là em đi vô nằm đi và em chờ sanh. Thì em cứ chờ hoài cho tới đêm cũng không có bác Trong. Rồi á, mà nó đau kinh khủng khiếp luôn. Lần đó em nghĩ là em chết rồi. Thì thằng nhỏ em nó 3,8 kg. Thì đến 9 giờ 15 sáng ngày hôm sau, em còn nhớ cái hình ảnh đó, bắt trong như một cơn gió chạy ào vô. Thế là bắt đầu đỡ đẻ cho em. Mà đỡ đẻ thì bắt trong ở dưới, còn hai bác sĩ phụ ở trên là đẩy cái bụng xuống. Đẩy bụng xuống và bắt trong còn phải thọc tay vào luôn để lôi thằng nhỏ ra. Thì nó mới ra. Đó. Thì lúc đó em giận lắm, nhưng mà sau đó thì anh có biết là bác Trong mới nói là suốt cả đêm hôm qua, tức là bác Trong đi xuống dưới Kiên Giang để mà đỡ đẻ cho những cái sản phụ mà bị bão á, bị ảnh hưởng bão ở dưới đó, mà đỡ liên tục mấy ca luôn á. Xong rồi bác đi trong đêm mà hồi đó cái đường nó Kiên xấu Giang lắm xa, chứ cô, không Kiên Giang xa, xa lắm 6-7 tiếng á, nó đường xấu kinh khủng. Mà bác Trong không ngủ luôn, đi về để mà đúng cái giờ đó là đỡ đẻ cho em. Một đứa con của em sanh ra là lúc đó là cái thời điểm đó là biết bao nhiêu người là mất. Mà bác Trong là một trong những cái bác sĩ, trong hàng ngàn những bác sĩ là phải đi xuống miền Tây để mà cứu cho các sản phụ khác. Thì em cũng chỉ muốn là nhân cái chương trình Ký ức vui vẻ này phải là vô cùng cảm ơn chị Trong. Chị Trong đã mang đến cái hạnh phúc cho rất nhiều người phụ nữ, rất nhiều người mẹ. Tôi đã nghe chia sẻ của cả những bà mẹ và những ông bố. Thì tôi thấy thế này, chương trình Ký ức vui vẻ xin gửi hai cái lời cảm ơn chân thành nhất. Thứ nhất, đến những người mẹ đã sinh ra những đứa con. Và thứ hai, đến tất cả các bác sĩ sản phụ đã đỡ đẻ, đã trao hạnh phúc cho biết bao nhiêu con người trên trái đất này. Xin cảm ơn.